Kìa, có chân đầu mày mọi người ơi. Rồi, đi xuống sớm mà không cho súng. Cảm ơn bạn đã vừa donate nha. Nhắm hai luôn. Tầng này là công trường phát nào nhé bạn? Tầm 12 giờ em... Ô. 12 giờ mới nghỉ. Thanh niên ở đâu lòi lòi ra bên đường anh em ơi, chắc là nhảy khu nhà ly. Ôi, còn cảm sụt gân. Không biết là có ai ở chảo không nha. Ủa, có xe luôn kìa anh em ơi. Cứu anh em à. À dính lửa rồi, nóc nóc một, nóc một. Rồi, một tim. Trái vùng lửa quá chắc đi mọi người ơi. Có boss kìa. Một là chạy lên chảo, hai là đang ở chỗ cái nhà nhỏ đó anh em. Nè có xe máy nè. Nhanh nhanh nhanh, đứng lại đứng lại đứng lại, chơi mình tí. Chờ mình tí nhé hai bạn. Đi đâu mà vội. Đang lút đồ con boss. Ok, cà liêu quân sự rồi mọi người ơi. Rồi rồi, đi đi. Ở bò xa. Rồi, con nhà này biết thế rồi, nãy mình dừng lại đây luôn. Em này bay ở bên trung quân sự đúng không? Ở quân sự mình hồi nãy mình cà liêu mà. Nãy mình... Khi có quân sự thôi thì mình vào được cái nhà này anh em ơi. Đỡ xe bên này nha. Cướp không thành công là mình còn đi nữa nha. Bo chuẩn bị thu rồi. Đi đâu? À. Ok bạn luôn. Bốn người hả? Ba bạn. Ngon liền, không hiểu mấy bạn này tìm ở đâu ra cái thính này bắn đây hả? AUG có ốp không? Đâu rồi, sát thanh niên bên này đâu rồi? Không có ốp anh em ơi.
Rồi, x6 à. Đây, MK14 à. Anh em muốn, hay là phải chơi ấu thì mới công được. Công clear được thì sẽ hay, chết thì sẽ chơi ấu thôi. Anh kêu bạn Vũ Hoan nhé. Trường khu nhà này đợi mới ca đẹp rồi. Còn thì có xăng không nhỉ? Xe mình hết xăng. Ô, rơi khu mình luôn, ngon anh em ơi. Trên khu chỗ mấy cái nhà gỗ bên trên này mình đâm xe lên đây luôn. Chuẩn bị nha, chuẩn bị mọi người ơi, chuẩn bị có tìm tới cướp. Ôi, có tìm rồi, có tìm tới. Bạn đứng đó bạn cứu là bạn sai rồi nhá. Bạn đứng đó cứu là bạn sai lầm rồi nhá. Team 4 anh em à. Đang quăng smoke. Cứu này. Ok. À, chưa cứu xong. Còn đồng đội nhé mọi người ơi. Còn đồng đội nha. Nó bị kẹt cái gì vậy ta? Đóng cửa lại nè. Con này không có dám giật cho mình. Có cái gì kìa? Ơ, hết đạn. Trời ơi. Lòi đâu ra thanh niên ngồi anh em ơi. À kia rồi. Chạy đi đâu? Bạn tức là chạy đi đâu? Chạy hả? Có địch nè, có địch mà sao lại chạy bạn ơi. Ui, xe xe nữa anh em ơi. Đâu rồi? Dừng ở đâu rồi? Kìa. Sao lại dừng ở ngoài đường đó? Dừng ngoài đường đó ta. Chạy đi đâu? Ok. Một thanh niên anh em ơi. Đi lạc xong lại dừng ở giữa đường đó. Để coi có ốp bên trong mình không nha. Cái đường phòng ở sau. Đi vô bo này. Gì đó bạn? Cái gì đó bạn? Cái gì đó bạn? Cái gì đó bạn?
team 4 ở bên ngoài anh em ơi. Thôi, hồi máu đây không tham nữa. Tham là chết anh em ơi. Cái này tham kêu quá, chết chết chết. Team bên này là outbo, đang vô bo. Một kill nè. Này thì quăng nét. Ok, còn 4 anh em ơi. 4 mà bo thu về đây. Đâm thắng vô bo luôn. Ủa tiếng chăng này. Mình không biết là địch đang ở đâu nha đây. Ok này. Vô được trong bo rồi anh em ơi. Đóc rồi anh em ơi. Còn 3 nữa thôi. Đây. Ok, cùng một bên hướng SW. Quăng sờ móc kìa. Trời ơi, hết nét nữa chứ. Hai mươi giây nữa, hình như thanh niên outbo. Ok rồi. Bên phải là trồng bò. Dễ mà mọi người ơi, công qua bo luôn, sợ gì. Ok, top 1 anh em ơi. Trốn với mình hả bạn ơi.